Xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay mình có ghé đến Khói Lấu Việt Anh Tài này, quay giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn. Ai có sở thích món này thì ghé đây mua nhé. Đây là địa chỉ ở tại số 105 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8. Đây là thời gian mở bán từ 15 giờ cho đến 22 giờ. Bây giờ thấy anh mới mở bán này, khách đã đến mua đấy. Thấy cái bưởi mà. Đấy, đây là có ba cái thùng chân với cả cánh với cả đầu rồi cả nhà. Đây là vòng xương và huyết này. 6-10 ngàn. Hấp dẫn rồi cả nhà. Vụ này mang nhiên bao nhiêu? 20, 30, 50 ngàn tiền. Được. Bao nhiêu cũng bán hết, 5k cũng bán. Rồi. Khó lấu vịt anh Tài là cái vui vẻ đấy cả nhà. Đây là anh trai của anh Tài với cả chị dâu đứng bán này. Sao lắm. Đưa trả tới nơi nó gửi cho ông luôn. Đây mình giới thiệu cái giá cả này. Cái bọc xương này 10 ngàn một cái này. Còn huyết mình mua 5k, 10k cũng bán nhé. Như bên này góc tư đùi, góc tư cánh là 60 ngàn một phần nữa cả nhà. Lòng mè mình bán 20 ngàn một bộ này. Đấy hấp dẫn này. Còn mấy cái cuống mè mình mua bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Tài này không bán à anh? Tài này thì dạ. Thấy rồi anh chịu khó quá. Sáng là mình chế biến, chiều ra bán luôn đó. Làm không ngừng tay. Ăn vặt Sài Gòn và du lịch. Ừ đúng rồi. Hấp dẫn quá luôn đó cả nhà. Cô chú anh chị bạn ai có sở thích món này thì ghé đây mua về ăn thử nhé. Thấy tiệm phá lấu vịt của anh Tài bán đây 40 năm rồi, từ thời mẹ anh bán, để lại bí quyết cho hai anh em lập nghiệp. Khách đến tiếp rồi. Cộng có 10 ngàn.
bây giờ tay anh trai anh tài khỏe cắt bộp bộp thôi cả nhà, không thấy đau tay gì. Trời luôn rồi. Đây chỉ riêng là một cái đầu tư không bỏ lỡ. Ổn thép. 20 ngày vừa này là cần biết hay không. Phần kia. Hôm bữa quay cái cảnh chế biến ấy mà mấy cái bí quyết là ngày xưa má anh để lại đúng không? Là chỉ cho anh thôi đó. Bao nhiêu mà mình pha chế, tự mình pha chế công thức khói rồi. Thế làm quá kỳ công luôn á. Làm ra cái món này lâu lắm cả nhà. Bữa mình có quay quy trình chế biến. Làm mấy tiếng mình hỏi về. Ờ, cả buổi sáng luôn á, còn trong khi còn nấu nữa. Nấu hết mấy tiếng đấy nhỉ? Dạ, 2 tiếng. Dạ. Yeah. Và cái cấn tăng tập trung biết hết khi mà đem hỏ mà đỡ cánh như cái vậy là cánh này cái 15 nè. Thấy hai bộ lọc. Ngàn quý thì chẳng 200 thôi. Nhà theo mình quay thấy ở đây là khách khi nào cũng đông, làm không ngừng tay. Cái cà huyết này mình mua về mình phải nấu cho chín lại ăn được phải không? Thì giờ nó làm vậy chín rồi à. Nhưng mà mình tỉ cho ta như vậy, ta bỏ vào đây cho nó sôi, thì sôi cho nó chín nó teo lại mới ăn được à.
Dạ. Rồi để nó ăn, còn nó làm như chín mà chín chín mới 70% mà ăn cho nó còn tanh. Vâng. Ở tao biết là tao để về tao ăn cho mình cắt thôi. Sao nhắm ăn liền được thì khỏi nấu rồi là ăn liền như được. Phải dặn lại về mắm lại chứ. Vâng. Còn như mấy cái món này nấu thì chín hết rồi. Có cái huyết là mình để vô sau thôi. Chỉ có huyết này là huyết này là để nó chín thì chín, nó theo loại ăn nó ngon. Dạ. Yeah. Càng tắm ăn nó càng ngon. Vâng. Thì thấy đứng đây cái nước này sôi thơm thì bốc hơi ra. Mua 30.000 ruột đó, quá trời luôn đó. Đây thấy bán là rẻ đó. Thank you.
Nhưng mình cắt cái vịt này nhiều, tối về mình có đau tay không hay mình quen rồi? Quen rồi. Chắc cái tay nó không chai rồi không anh? Đó. Đấy mà anh cắt cứ xoạt xoạt xoạt. Xương vịt bao nhiêu cũng trôi hết ạ. Không phải chai đó. Chai cái đầu cái lấy nửa lạng, lạng cho nó. Dạ. Dạ. Vâng. Thấy ở mấy cái góc tư đùi to rồi cả nhà, 60.000 một phần này. Góc tư đùi, góc tư cánh. Đây khách đến ăn tại quán. Đây nước chấm thần thánh này, này pha chế là bí quyết. Đến mua 5.000 huyết thôi, 3 cục huyết 5.000. Đây mình quay thực tế đó. Khách đến mua 5k, 10k vẫn bán bình thường, nhưng không có vấn đề gì hết nhé. Một cái bọng 10.000, giá rất rẻ, bình dân luôn cả nhà. Du lịch rồi.
cánh cản với miếng cái ruột thôi, miếng ruột để mình riêng nha, để nói chung. Anh có lấy lòng không? Không. Tiếp rồi này. Bán không ngừng tay luôn. Sôi dư dư rồi này, dưới nhiệt nóng đầy xài bằng cái bếp ga thì ga có cái gì không?
sau đây mình xin kết thúc video quay giới thiệu đến cô chú anh chị bạn, đó là tiệm Phá Lấu Việt Tinh Tài. Cô chú anh chị bạn ai có sở thích món này thì ghé đây thưởng thức nhé. Cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều.